cho du khách tới du lịch đổi đô la ở đây, rất là tấp nập luôn. Xếp hàng để đổi đô la ở Đại Đình. Thấy buôn bán tấp nập nhộn nhịp, rất là vui Đại Đình. Du khách còn nói tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Anh. Cái trần này bằng ton ở Đại Đình, cũ ngày xưa, nóng lắm. Ngày xưa chợ là cái đường cửa ngõ để bước vào thành gia đình đó Đại Đình, nên là có tên là chợ Bến Thành. Từ đó đặt tên là chợ Bến Thành luôn. Gần gần có chỗ để làm từ thiện, quyên góp xã hội. Bán rất là nhiều Đại Đình, rất là nhiều cái quầy ăn uống, cũng như là bán chè. Bán chè nè, bán chè, khu chợ cũng khá là bài bản. Bánh bèo 25.000 dĩa đó, 25.000 dĩa bánh bèo nè. Bèo Huế nè, ngoài Đại Đình nha. Nước mắm ngon đó rồi, nước mắm ngon. Nghe chợ Bến Thành mà dĩa về 25.000 là quá tốt à. Kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào đại gia đình nha. Chúc đại gia đình một ngày vui. Thì hôm nay em có dịp ghé quận nhất, thì em sẽ quay về tình hình chợ Bến Thành, gửi đến đại gia đình xem tình hình du khách cũng như là buôn bán, kinh doanh buôn bán như thế nào nha Đại Đình. Thì chợ Bến Thành là một trong những chợ nằm tại quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chợ được khởi công xây dựng năm 1912 đó. Thì hoàn thành năm 1914. Thì chợ Bến Thành có trước cái thời kỳ Pháp vô xâm chiếm thành gia định luôn Đại Đình. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay review về khu chợ mà mỗi lần du khách đến thành phố Hồ Chí Minh đều ghé thăm, cũng là chụp hình check in nha Đại Đình. Rất là nhiều du khách nước ngoài. Hôm nay em thấy ngày hôm nay thì rất là nhiều du khách tới chợ Bến Thành tham quan cũng như là mua sắm. Đó, chợ nằm giữa các đường Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lê Thánh Tôn. Công trường bên đây là công trường Quách Thị Trang tại phường Bến Thành. Thì chợ bán quần áo, vải sợi, giày dép, thời trang, hàng thủ công mỹ nghệ cũng như là thực phẩm tươi sống, trái cây, hoa tươi. Thì lịch sử về chợ thì cũng nhiều người cũng quay rồi, thì em không có nói nhiều về cái lịch sử của hình thành chợ Bến Thành, mà em cũng gửi đến đại gia đình những hình ảnh về tình hình kinh doanh buôn bán thôi Đại Đình, cũng như là tình hình du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chúng ta sẽ vào cổng chính của chợ Bến Thành nha Đại Đình, ngay chỗ công trường Quách Thị Trang đi vào. Đó, đây là kiến trúc của chợ nè, khá là đẹp. Đó, tình hình du khách cũng buôn bán rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ tham quan. À, vô. Đó, tình hình du khách buôn bán tại chợ Bến Thành. Đó, nhân viên ngồi chờ khách. Du khách nước ngoài cũng rất là nhiều. Đây là chợ đa phần để cho du khách nước ngoài, nằm ở trung tâm Sài Gòn. Em thấy trong này đa phần là du khách nước ngoài nhiều. Thấy ở trên nóng lắm Đại Đình. Cái trần này bằng ton đó Đại Đình, cũ ngày xưa, nóng lắm. Ở đây có bảng chỉ dẫn cửa Tây, cửa Đông, cửa Nam, cửa Bắc đó. Đó trên này nè, có quyên góp từ thiện nè, du khách quyên góp từ thiện. Đó, bán đồ thủ công mỹ nghệ. Thủ công mỹ nghệ ở Đại Đình bán rất là nhiều. Đó, bán bánh kẹo mứt. Mứt. Cà phê, đặc sản, các loại đặc sản. Đây là chợ cũng gần 100
109 năm mà, khá là lâu đời, trước thời kỳ Pháp chiếm thành Gia Định thì chợ đã hình thành rồi. Hồi xưa chợ là cái đường cửa ngõ để bước vào thành Gia Định đó là được, nên là có tên là chợ Bến Thành, từ đó đặt tên là chợ Bến Thành luôn và tồn tại cái tên chợ Bến Thành đến ngày nay luôn. Bán sầu riêng nè, sầu riêng trái cây, có trái cây ăn không? Đây có bán đồ ăn luôn, tất cả các hàng đồ ăn, ăn trong này cũng được. Đó, gần gần có chỗ để làm từ thiện quyên góp xã hội. Đó. Trong đây có bán các quầy đồ ăn. Đó, Bến Thành Market, các quầy thức ăn, bánh trái cũng như là đặc sản của các vùng miền. Đó. Đồ thủ công mỹ nghệ, rất là nhiều du khách. Đây là lúc này là 12 giờ, gần 12 rưỡi buổi trưa, trời rất là nắng Đại Đình. Đó. Ở đây là lễ phát động thanh toán không tiền mặt. Đó, du khách tấp nập chào mời các loại. Đó, cô chào, chào mời. Đi vòng đi. Đây con có đủ món rồi chai. Đó, bán rất là nhiều Đại Đình, rất là nhiều cái quầy ăn uống cũng như là bán chè, bán chè nè, bán chè, khu chợ cũng khá là bài bản, giờ cũng rất là khang trang Đại Đình, rất là khang trang luôn. Nhưng mà cái trên hơi nóng, nóng quá. Đó, khu này là bán hải sản luôn nè, tôm, cua, thịt, ốc. Đó, quá trời. Đây là gỏi cuốn, bánh mì, rất là nhiều, bán chè nữa. Nhìn mà bán cho du khách nước ngoài nên rất là sạch sẽ đây, khu chợ rất là sạch sẽ. Du khách, đó, du khách nước ngoài ngồi ăn uống. Dạ, đợi đi vòng. Rất là nhiều du khách. Bánh bèo 25.000 dĩa. Đó, 25.000 dĩa bánh bèo nè. Ở đây cũng được. Đó. Du khách buổi trưa rất là đông. Có cả mấy anh shipper nè. Shopee Food cũng đặt trong ngày. Buổi trưa rất là đông. 12 rưỡi bắt đầu ăn uống ở Đại Đình. Ngồi trên mấy cái ghế này ăn nha. 25.000 dĩa. Được mắm không cay, 25.000 dĩa. Có chả nữa. Có chả. Ăn ở trung tâm nha. Hôm nay ghé ăn chợ Bến Thành, ăn rồi là chợ trung tâm Sài Gòn cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Đó, các hàng quán bán du khách vào buổi trưa, du khách nước ngoài rất là đông. Nhưng mà em thấy cái chợ ở trên do chợ cũ ngày xưa làm to ở trên đó, nên buổi trưa hơi nóng nha Đại Đình, trưa rất là nóng. Đây là bánh bèo Huế á Đại Đình, khá là ngon. Bèo Huế nè, ngoài Đại Đình nha. Nước mắm ngon lắm rồi. Nước mắm ngon. Ngon quá Đại Đình.
cũng chả là đại đình. Mời đại đình nha. Ngon quá. Quá ngon rồi. Giá trong đây cũng không đắt lắm, ngay trung tâm Sài Gòn mà. Tô bánh canh cua cũng có 60.000. Giá trung tâm mà. Vừa rồi cũng có xem một cái show clip, cái clip video của kênh Lạ Đà Lạt ở đây. Nói về cái quán Thanh Thủy giá cũng chai nước suối 48.000, mình thấy cái đó cũng bình thường rồi đại đình. Khu quán cho khách du lịch mà, ngồi ngay của quán Thanh Thủy nằm ở bờ hồ Đà Lạt thì giá đó là chính xác rồi. Mà thấy menu, cái chị thấy menu mà như thế có giá người ta để rõ ràng mà cứ vô cái xong cái chụp hình bốc phốt bừa vậy là không có tốt đại đình. Em nghĩ là nếu mà người ta không để giá ha, người ta chặt chém thì mình nói, nhưng mà đừng có bốc phốt cái kiểu câu view không được. Cái nào phải đúng giá, cái nào phải nói chính xác. Ngay chợ Bến Thành mà dĩa về 25.000 là quá tốt à, đúng không? Bán số lượng cho du khách ăn rất là đông. Mình bán giá vừa phải thì du khách ăn rất là đông đầy. Thôi em ăn tí rồi chúng ta đi quay tiếp nha. Ăn xong rồi tiếp tục đi dạo một vòng nha đại đình. À, các chú bán nè. Anh bán nước mía. Bán đầy đủ các loại bóp, bí, đồ ăn. Đó, du khách Ấn Độ nè đại đình. Đó, cũng rất là nhiều du khách nước ngoài. Rất là nhiều du khách nước ngoài nha. Quần áo dài dép, đồ thủ công mỹ nghệ. Hay là xung quanh chợ. Ở đường đây là đường Phan Châu Trinh, giữ xe bên ngoài. Đó, du khách nước ngoài cũng rất là tấp nập. Em hôm nay cập nhật đến đại gia đình những hình ảnh về khu chợ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là chợ Bến Thành, một biểu tượng của Sài Gòn xưa. Đó, hình ảnh chợ Bến Thành cũng dán áp phích trên xung quanh chợ. Tình hình du khách nước ngoài cũng rất là đông, chứ không phải là vắng như một số video chia sẻ trước đây. Hôm nay em thấy tình hình du khách cũng khá là đông, chứ du khách nước ngoài ở đại đình rất là vui khi mà cảm nhận được giao thương buôn bán Sài Gòn tấp nập như thế này. Tức là có thể là không đông như trước kia thôi. Không đông như trước kia. Ở ngoài đây có khu ngoài trời nè. Khu này bán đồ tươi sống. Bán đồ tươi sống. Buổi sáng thôi, buổi trưa thấy đã một số hàng quán thực phẩm họ đóng. À, bán rau củ. À, khu chợ gọi là trung tâm của trung tâm Sài Gòn. Ở bên trong chợ thì du khách rất là tấp nập ăn uống vào buổi trưa. Đó là thấy sự giao thương nhộn nhịp thì rất là vui. Mặc dù không bằng các thời điểm trước đại dịch thôi, nhưng mà du khách tấp nập rất là vui. Đó, tình hình du khách mua bán. À, bên ngoài bán hoa. Đây là cổng bên Lê Thánh Tôn nha đại đình. Lê Thánh Tôn. Đó, cửa bắc chợ Bến Thành. À, dọc qua cửa bắc nè, đi theo cửa bắc là chợ đường Lê Thánh Tôn.
Đường này thì một chiều nha Đại Đình, có bảng một chiều nè. Đây họ làm mở bạt xuống để che nắng. Ở ngoài họ bán quần áo, quà lư, túi sách. Đây là đường Lê Thánh Tôn, bên đối diện cũng hàng quán kinh doanh buôn bán. Còn chúng ta rẽ phải qua là đường Phan Bội Châu. Đó, Phan Bội Châu này, du khách nước ngoài mua bán nè, mua quần áo. Đây là đường Phan Bội Châu nha Đại Đình, đối diện cũng các tòa nhà văn phòng cũng như là nhà hàng, khách sạn. Các con đường xung quanh chợ Bến Thành cũng khá là rộng. Bên kia là bãi đổ xe đó, phải bãi mà họ đậu xe dọc theo những cái ô đó là có thu tiền nha Đại Đình, nếu có thu tiền. Dọc theo chợ là giữ xe máy đó, giữ xe máy nè. Bên đây là khu cửa đông, đông tây nam bắc đó Đại Đình. Giữ xe máy, bạn giữ xe máy đó, du khách. Đây là cửa đông nè. Đó, tình hình du khách nè. Du khách Trung Quốc, du khách Hàn Quốc. Thấy buôn bán tấp nập nhộn nhịp rất là vui Đại Đình. Du khách còn nói tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Anh. Du khách Ấn Độ khá đông ở đây. Cập nhật đến đại gia đình những hình ảnh tình hình kinh doanh buôn bán để du khách đến chợ Bến Thành. Khá là tấp nập. Kia là quầy đổi đô la ở Đại Đình. Quầy đổi đô la rất là tấp nập nha. Mua bán quầy đổi đô la cho du khách tới du lịch. Đổi đô la ở đây rất là tấp nập luôn. Xếp hàng để đổi đô la ở Đại Đình. Tại cơ sở này rất là nổi tiếng, Hà Tâm, doanh nghiệp tư nhân đổi đô la tại đối diện chợ Bến Thành ở cửa Tây. Đối diện cửa Tây là cơ sở đổi đô la ngay đường Phan Chu Trinh. Đó, xếp hàng đổi đô la để đi mua sắm. Thôi video cũng tới đây là kết thúc nha Đại Đình. Chúc đại gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe. Dạ, xin đại gia đình hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo thực tế hơn, hấp dẫn hơn gửi đến đại gia đình nha. Chúc đại gia đình một ngày vui. Xin chào và hẹn gặp lại.